Xin chào, xin chào, à, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình Và chủ đề của ngày hôm nay sẽ là bài dự đoán tình cảm dành cho những trái tim bị tổn thương Và ở đây mình đã có sẵn 4 tụ bài rồi Cho nên là mọi người thể chọn theo tụ bài mà mình cảm thấy thu hút nhất 1, 2, 3, 4 Thật ra thì ở đây có đều có những cái lá bài y chang nhau thôi Nhưng mà mình cố ý mình sắp những cái lá bài từ những bộ bài khác nhau lên trước Để cho mọi người có thể dễ lựa chọn Mình xin nhắc lại nha 1, 2, 3, 4 Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với tụ đầu tiên trước Đó chính là dự đoán chuyện tình cảm dành cho những trái tim bị tổn thương Để xem bằng là, là chuyện tình cảm trong đời sống tình cảm của các bạn thì điều gì đang đến đối với những bạn mà chọn tụ số 1 á thì mình cảm nhận được ở đây á, cái sự tổn thương mang đến hay là cái sự tổn thương mà các bạn phải chịu đựng đó chính là cái sự mất cân bằng trong cái mối quan hệ này và um, đầu tiên là các bạn có lá xấu xu và lá năm xu ở đây đây là hình ảnh các bạn thấy hình ảnh của lá xấu xu là một sự cho đi rất là nhiều và dường như cái người đàn ông này á, khi mà mà ông ta quyết định cho cái người còn lại thì ông ta không hề mảy may ông ta không hề suy nghĩ gì cả và mình cho hay là mình dồn hết tất cả mọi thứ bằng một cái tình cảm chân thành và cái lá năm xu mang cái hình ảnh là một người đang khom lưng cúi gối và đi trong đêm tối một cách rất là không tự tin có thể cái sự tổn thương của bạn đến từ cái việc rằng là bạn bị quá nhiều cái sự mất cân bằng ở đây và cái trong mối quan hệ của giữa bạn và đối phương của bạn bạn đã phải đầu tư rất là nhiều cái việc mà bạn hy sinh về thời gian về công sức về tình cảm của mình và khi mà bạn trao đi như vậy bạn mong muốn rằng đối phương của bạn họ sẽ cảm nhận họ sẽ không có sự cảm kích và họ ở đâu đó họ sẽ nhận thấy được rằng cái sự chân thành của bạn dành cho cái mối quan hệ này nhưng mà cái điều đó thì bạn hoàn toàn ngược lại mà thay vào đó họ đối xử hoặc là họ xem như cái mối quan hệ hay là những cái gì mà bạn hy sinh á thì nó là một cái gì đó rất là hiển nhiên và chính vì như vậy cho nên là họ rất là lạnh lùng họ không có đánh giá cao những cái việc những cái hành động mà bạn đã làm dành cho mối quan hệ hay là những cái hành động tốt mà bạn đối xử dành cho họ và chính vì như vậy á cho nên là bạn mới có lá năm xu ở đây đây là hình ảnh của một người rất là rất là không có tự tin về chính bản thân của mình giống như là chính vì trong cái hoàn cảnh và không có cái sự cân bằng ở đây nên bạn bắt đầu những có những cái suy nghĩ lệch lạc về bản thân và bạn không chắc về cái giá trị của mình là mình tuyệt vời ra sao mình tỏa sáng mình lấp lánh như thế nào tại vì thật ra cái mấu chốt và cái vấn đề chủ chốt ở đây á đó chính là cái vấn đề là tại vì bạn đang ở trong một cái mối quan hệ mà ở đó nó không có xứng tầm đối với cái giá trị của bạn và đối phương của bạn họ không biết được họ không có một cái nhìn nhận về cái giá trị cái sự quý báu cái sự sáng lấp lánh của bạn cho nên chính vì cái điều đó cho nên bạn bắt đầu bạn nhìn nhận lại có phải rằng là mình quá tệ hay là mình không đủ tốt hay là như thế nào đó cho là họ mới đối xử với mình tệ như vậy hay không. Thì thật ra không hẳn, ở đây mình không cảm nhận được đó là lỗi của bạn hay là do bạn không đủ tốt hay là bạn không phù hợp với người này. Ý là bạn đã rất là tuyệt vời, bạn rất là hoàn hảo về cái khía cạnh của bạn rồi và chỉ có duy nhất một điều là tại vì bạn bạn cho đi quá nhiều trong mối quan hệ nên là dần dần bạn làm đánh mất cái sự chủ động từ phía còn lại và giống như là cái việc là bạn đang nuông chiều đối phương của bạn nuông chiều họ cho nên là từ từ họ sẽ cảm thấy rằng tất cả mọi thứ mà bạn hy sinh cho họ nó là một cái điều đó nó rất là dĩ nhiên nó rất là hiển nhiên và họ không hề đánh giá cao điều đó vậy thì dự đoán tình cảm dành cho các bạn trong tương lai như thế nào ở đây bạn có lá amethyst và lá ganesha đây là một cái hình ảnh của sự chuyển hóa và giống như là dẹp bỏ hết những cái chướng ngại vật ở trên hành trình của mình có thể rằng cái mối quan hệ trước đây của các bạn hoặc là đối với những bạn chọn tụ số 1 á các bạn có thể là vẫn đang bị mắc kẹt trong một cái mối quan hệ này thì đã đến lúc các bạn cần phải tự tin rời đi và có một cái sự chuyển hóa một cái sự thức tỉnh dành cho bản thân của mình và ở đây các bạn có thể thấy không nó chính là clearing away obstacle nó giống như là cái việc rằng là mình rời đi những cái điều mà không còn phù hợp với mình nữa, hoặc là mình rời đi, mình rời bỏ trong một cái tình huống hoặc là một ai đó mà ở đó cái giá trị của mình á, cái sự tỏa sáng, cái sự lấp lánh của mình không được nhìn nhận một cách chính xác thì tại sao mình vẫn còn bị níu chân hay là mình vẫn còn chấp nhận ở trong một cái môi trường như vậy nữa. Hãy có một cái sự chuyển hóa, một sự thức tỉnh và để bạn có thể nhận ra được rằng á, bản thân của mình tuyệt vời ra sao và cái giá trị bản thân của mình á, nó không hề bị méo mó nó không hề tồi tệ và mình tốt như thế nào thì khi mà như vậy rồi á bạn mới có thể thu hút được những cái điều tuyệt vời đang chờ đợi bạn ở phía trước và hãy coi như là những cái điều mà bạn đã từng trải qua nó là một cái phần thử thách một cái điều gì đó để bạn có thể transformation để bạn có thể thức tỉnh để bạn có thể chuyển hóa để từ đó bạn có thể học được rất là nhiều bài học dành cho bản thân của mình bạn hãy thấy hình ảnh của người phụ nữ ở đây hay không và giống như là sau tất cả những cái điều gian khó những cái điều mà cô ấy đã phải trải qua thì một lần nữa cái sự chuyển hóa này giống như là cô ấy gột sạch hết tất cả những cái điều vướng mắc những cái vấn đề tiêu cực và mặt trời sáng ở trên đây giống như rằng là cô ấy đã sẵn sàng cho một cái điều gì đó tuyệt vời hơn cho một cái sự chân lý một cái gì gì ta mặt trời chọc, chiếu sáng qua tim nó cái cái hình ảnh của nó là đại lại giống như là như vậy vậy đó cho nên là bạn biết được rằng đó, bạn đã sẵn sàng cho một cái điều đó và ở đây bạn có lá hết chắc ca và lá dream ở đây nữa cho nên khi mà hãy để trái tim của bạn lên tiếng và bạn biết được rằng á mình bản thân mình đã được nhận được những cái bài học, những cái điều gì đó cần thiết trong cái hành trình này, có thể rằng bạn sẽ được nhận được những cái thông điệp thông qua những giấc mơ của mình hoặc là bạn sẽ nhận được những cái thông điệp qua những cái hình ảnh, những cái điều gì đó xảy ra đối với bạn trong cái đời sống hàng ngày và những cái điều đó lặp đi lặp lại. Và Chính vì cái đó nên là bạn biết được rằng đã lúc mình còn phải tiến lên về phía trước rồi Và việc mà mình cứ ở mãi trong một cái tình huống, một cái điều gì đó cũ á, Thì bạn sẽ không thể nào bước vào một cái cánh cửa hạnh phúc hơn Ở đây bạn có lá Only in your soul và it's safe for you to love Ở đây mà ý nghĩa rằng là nếu như mà bạn vẫn còn ở trong một cái mối quan hệ mà ở đó cái giá trị của bạn á, bị nhìn nhận một cách méo mó, bị nhìn nhận một cách lệch lạc á, thì bạn sẽ không thể nào tìm được cái hạnh phúc riêng cho bản thân của mình được chỉ khi và khi bạn có thể dẹp bỏ bạn rời khỏi những cái điều không còn phù hợp với mình nữa bạn có sự chuyển mình bạn để cho ánh sáng mặt trời chiếu so sáng qua tim thì bạn mới có thể call in your soul may bạn có thể tìm kiếm bạn mới có thể kêu gọi được cái người định mệnh cái người soul may của mình và nhờ vào đó bạn mới có thể có được một cái, một cái tình cảm mà mình cảm thấy an tâm mình hoàn toàn yên ổn khi mà mình đặt tình cảm vào và thật ra để mà có được hai cái lá này á mình cảm nhận được đây là một cái hành trình không hề dễ dàng chút nào cả và sau tất cả những cái hành trình mà các bạn đã từng trải qua hay là những cái tổn thương mà các bạn đã đã chịu đựng những cái điều mà do người cũ hay là cái người hiện tại mang đến cho bạn á, thì nhờ đó các bạn sẽ học được một cái bài học rất là lớn cái sự thức tỉnh rất là là cao và chính vì như vậy cho nên là trong cái hành trình tiếp theo hoặc là trong một cái mối quan hệ tiếp theo á, thì bạn sẽ dồn vào nó những cái điều hoặc là bạn biết được rằng là mình sẽ không nên làm như vậy nữa mình sẽ học một cái bài học rất là kinh nghiệm nhìn cho bản thân của mình ở đây bạn có lá sensitivity Yes. Ở đây ý nghĩa của lá này có nghĩa là bạn bạn đang trở nên rất là nhạy cảm, cho nên là hãy tránh xa những cái mối quan hệ rất là tệ hại hay là những cái môi trường những cái tình huống hoặc là những cái chemical Như là những cái phản ứng hóa học Mà ở đó nó mang đến cho bạn cái sự tổn thương Có thể là bạn là một người rất là nhạy cảm Và bạn dễ dàng cảm nhận được những cái cảm xúc Hay là những cái nỗi đau Đối với người bình thường á, thì người ta cảm nhận chỉ có một thôi Nhưng mà khi mà bạn cảm nhận những cái điều đó Thì bạn có thể cảm nhận đến năm hoặc là 10 Cái sự nhạy cảm của bạn tăng lên rất là nhiều lần so với người bình thường Cho nên chính vì như vậy á, Thì hãy cố gắng hay là hãy rời bỏ những cái tình huống mà bạn không mong nó mà ở đó cái giá trị của bạn á nó không được nhìn nhận một cách chính xác và cho dù cái việc mà bạn có mong muốn hay không mong muốn điều đó hay không á thì bạn cần phải đưa ra cái lựa chọn cái quyết định cho bản thân của mình tại vì dòng chảy nó đã đẩy nó đã bắt đầu chảy rồi và bàn tay số phận những cái gì thuộc về định mệnh nó đã bắt đầu quay rồi trên việc mà bạn cố gắng chống cự thì nó hoàn toàn vô ích thôi tại vì ở đây chắc chắn rằng cái mối quan hệ hoặc là những cái sự tổn thương những cái nỗi đau mang đến cho bạn á nó có ý nghĩa là nó sẽ mang đến cái sự chuyển hóa cái sự thức tỉnh cho bạn để bạn có thể tự tin bạn hạnh phúc bạn học được những cái bài học tuyệt vời để mình nhờ vào đó mình có những cái hành trang kinh nghiệm để bước trên cái hành trình mới dành cho bản thân mình cho nên bạn hãy nhớ rằng là cái tương lai tươi sáng những cái cái điều kỳ diệu hoặc là cái người định mệnh của bạn họ sẽ phụ thuộc về bạn trong cái quá trình thức tỉnh của bạn và chỉ khi và chỉ khi bạn có một cái nguồn năng lượng hoặc là một cái tần số hoàn toàn mới một cái một tần số hoàn toàn cao hơn á thì chính cái lúc đó bạn mới có thể call in your soulmate có nghĩa là bạn có thể gọi được cái người định mệnh đến với mình và chỉ như vậy khi mà bạn biết yêu thương bản thân của mình đủ rồi thì bạn mới có thể gặp được một người mà người đó biết yêu thương và nhìn nhận cái giá trị của bản thân của mình chính chính xác nhất cho nên làm gì thì làm vẫn phải quay về cái hành trình self love về hành trình yêu thương bản thân của chính bản thân mình tập trung về chính bản thân của mình và cân bằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống và bạn hiện tại đang rất là nhạy cảm cho nên là Chính vì như vậy nên là bạn cần phải tránh xa những cái nơi trốn thị phi, những cái điều hay là những cái không gian, thời gian, những cái tình huống nào đó mà làm ở đó nó luôn luôn gọi lại cho bạn những cái sự tổn thương. Hãy rời xa cái đó để bảo vệ cái trái tim bé bỏng của mình. Và đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tụ số 1. Và bây giờ mình sẽ đến với tụ thứ hai tụ số 2 này nó cũng mang đến một cái ý nghĩa sự chuyển hóa rất lớn giống như là cái việc rằng là khi mà chúng ta bị tổn thương quá nhiều rồi á thì ở đâu đó nó mang đến cái sự thức tỉnh cái sự hồi sinh lại quay trở lại ở đây nè các bạn sau những cái tổn thương của các bạn đầu tiên các bạn có rất là nhiều lá nói lên về cái việc thức tỉnh đầu tiên là các bạn có lá transformation ở đây mang ý nghĩa rằng là um, bạn đã có bạn đã có những cái trải nghiệm về những cái thay đổi cực kỳ lớn trong cái khoảng thời gian này và những cái điều đó sẽ mang đến những cái lời chúc phúc hay là những cái điều tuyệt vời và đi kèm theo nó nó lại có một cái lá nữa chính là evolution có nghĩa là một cái sự tiến hóa ở đây cho nên đối với những bạn mà chọn tuổi số 2 mình cảm nhận được có thể là những cái nỗi đau những cái điều mà các bạn đã từng trải qua nó rất là lớn và nó rất là mạnh giống như là nó không hẳn rằng là những cái việc giống như là các cặp À, nam nữ họ yêu nhau và họ chia tay thì cái nỗi đau đó nó nó cũng giống như là rất là phổ thông nó không hẳn là như vậy mà ở đây mình cảm nhận được đây là một cái nỗi đau rất là lớn và giống như là mình có thể diễn tả như là chết đi sống lại vậy và có thể trước đây đối với những bạn chọn tuổi số 2 bạn dường như rằng là xem cái người bạn của mình á hay là cái đối tượng của mình như là cả thế giới dành cho của bạn và khi mà họ rời đi rồi á thì cảm giác giống như là cả thế giới này dường như sụp đổ ở đây mình cái cảm giác giống như là sẽ có một số trường hợp kiểu như là các bạn đọc báo á các bạn hay xem tin tức giống như là có những trường hợp khi mà yêu nhau quá và À, sau khi chia tay rồi thì sẽ dẫn đến giống như là không còn muốn sống nữa hay là mình bị tổn thương sâu sắc đến nỗi là mà mình bị trầm cảm hay là như thế nào đó thì ở đây mình cảm nhận được cái nỗi đau nó nó sâu sắc như vậy nhưng mà những bạn chọn tuổi số 2 á thì mình không thấy có một sự gục ngã ở đây và chính cái nỗi đau đó nó hoàn toàn biến thành sức mạnh dành cho các bạn các bạn có transformation các bạn có evolution một sự tiến hóa ở đây một sự thức tỉnh cực kỳ lớn và nó nhấn mạnh rất là nhiều đến cái sự thức tỉnh ở đây và ở đây các bạn lại có Winter ends như là mùa đông đã kết thúc rồi và những cái điều đau đớn, những cái điều tệ hại của các bạn á, nó đã kết thúc. Các bạn thể thấy lá regeneration, rebirth ở đây Giống như là các bạn được hồi sinh, các bạn lại được sinh ra một lần nữa và lá with a power nó giống như là cái nguồn năng lượng mạnh mẽ của một cái gì đó sự thúc đẩy tích cực cho cái sự thay đổi này giống như là khi mà nỗi đau đến với các bạn quá lớn những bạn chọn tuổi số 2, cái sự tổn thương này một cái gì đó nó nó mình không thể nào diễn tả bằng lời được mà giống như là nó làm cho trái tim của bạn phải tan nát nó làm cho trái tim của bạn phải vỡ vụn nhưng mà từ cái vỡ vụn từ cái tan nát đó thì nó mới làm cho những cái ánh sáng chiếu rọi qua được và bạn dường như là bạn giống như là bạn đốn ngộn, cái cảm giác đó là bừng tỉnh lên và bạn bỗng một ngày bạn nhận ra được cái điều mà trước đây mình chưa bao giờ nhận ra và bạn cảm nhận được cái cái cách mà mình cảm nhận con người xung quanh không khí xung quanh môi trường xung quanh cảnh vật xung quanh nó hoàn toàn khác đi và mình dường như là trở thành một con người khác mình cảm thấy mọi thứ hay là cái nguồn năng lượng xung quanh nó nó tuyệt vời một cách kỳ lạ hơn và ở đây nó không hề mang theo một cục cái ý nghĩa hoàn toàn tiêu cực nha mà giống như là bạn cảm nhận được là mình rất là yêu đời và mình cảm thấy mình mình rất là tuyệt vời và mình cảm thấy mình rất là may mắn. Và đối với những bạn nhỏ tuổi số 2 là đôi khi các bạn lại luôn có một điều đó luôn luôn tự hỏi bản thân mình rằng là tại sao trong khoảng thời gian vừa qua mình lại dành thời gian hay là mình lại bị đau khổ mình bị sầu thọ khổ hay là mình trong cái khoảng thời mùa đông mình âu sầu mình buồn bã già như vậy và tại sao mọi thứ xung quanh mình rất là tư, vui tươi mình không cảm nhận được cái điều đó nó giống như là một cái sự chuyển hóa một sự tiến hóa một cái đùng một cái các bạn bỗng nhiên các bạn không có một cái cảm nhận các bạn có một cái suy nghĩ cực kỳ khác và chính vì như vậy á cho nên cái nguồn năng lượng của các bạn đang cực kỳ rất là tích cực bạn cảm nhận được mọi thứ rất là vui vẻ, rất là happy, rất là vui Bạn cảm nhận về con người, về cuộc sống, về cảnh vật xung quanh Có một cái điều đó kỳ diệu, nó đẹp một cách kỳ lạ, nó dễ thương một cách kỳ lạ Và chính cái điều đó cho nên nó đang thu hút về đời sống tình cảm của bạn á Những cái điều tuyệt vời đang đến Ở đây bạn có lá pay attention to the red blood và lá mùa xu ở đây lá mùi xuân ở đây á là tượng trưng cho một cái điều gì đó nó rất là hoàn hảo nó rất là hoàn mỹ nó rất là trọn vẹn và pay attention to the red plus nó giống như là hãy để ý hay là chú ý đến những cái dấu hiệu mà bạn đang nhận biết được rồi và có thể chính vì lý do như vậy có thể là đối với những bạn chọn tụ số 2 á các bạn nhận thấy được rằng cái tần số Xung quanh mình cái nguồn năng lượng của mình đó, Nó thay đổi một một cách rất là kỳ lạ Nó lúc nào cũng vui vẻ Nó lúc nào cũng tích cực Và khi mà cái điều đó xảy ra Bạn biết sao không Bạn có lá wedding ở đây Và kiên ngập pentacle ở đây Một người nào đó đang đến với bạn Và họ mong muốn có một cái sự gắn bó Một sự kết nối với bạn Và thật ra bạn biết sao không Tại vì chính xác là do cái tần số cái nguồn năng lượng của bạn á được đang tăng lên quá cao và tăng lên quá nhiều bạn tận hưởng cái cuộc sống bạn tận hưởng niềm vui bạn happy với tất cả mọi thứ xung quanh và chính vì cái điều đó xảy ra như vậy á, cho nên là bạn đang thu hút một ai đó một người rất là tuyệt vời và có thể cái người này sẽ là người định mệnh cho bạn cái lá thiên hợp pentacle này á đó tượng trưng là người này sẽ không phải là một người đến với bạn với một cái trạng thái hoặc là một cái tâm lý rất là hồi hợt mà á. Cái người này họ sẽ là một người rất là sâu sắc rất là điềm tĩnh và rất là trầm tĩnh và khi mà họ đến với bạn thì họ mong muốn một sự kết nối một cái điều gì đó cực kỳ nghiêm túc chứ không phải rằng là những cái gì đó nó hời hợt nó dễ có rồi nó sẽ dễ đi mình không thấy là như vậy cho nên bạn sẽ cảm nhận được những cái dấu hiệu ở đây những cái cái điều mà thông báo bạn biết hoặc là qua thông qua những cái nguồn không khí những cái tần số những cái năng lượng xung quanh đó, luôn luôn vui vẻ luôn luôn happy bạn cảm nhận được cái điều đó rất là rõ cho nên xin chúc mừng những bạn chọn tuổi số 2 và mình cảm nhận được ở đây á là, là các bạn hãy các bạn đang đi đúng hướng rồi cho nên là cho dù những cái tổn thương những cái gì đó đau khổ hay là những cái do vật vả xảy ra thì thật ra sau đêm đông hay là sau đêm tối thì rồi ngày mai hay là bình minh sẽ đến cho nên là không có gì kéo dài mãi mãi và không có bất cứ một nỗi đau nào sẽ kéo dài suốt đời cả và cái quan trọng rằng là cái việc chúng ta có chấp nhận sự thật và để mọi thứ rời đi hay không và để bản thân mình có thể tiến lên sẵn sàng tập trung về bản thân mình và cho mình cơ hội để hãy bước tiếp trên hành trình của mình còn hơn là cái việc các bạn cứ đứng mãi tại chỗ tại vì cuộc sống vẫn phải tiếp tục và các bạn không thể nào tốn thời gian hay là mãi ở trong một cái mối quan hệ hay là ở mãi trong một cái hành trình nào đó hay một chương nào cũ nào đó và các bạn đau khổ các bạn sầu khổ các bạn bi lụy được cho nên đối với những bạn chọn tuổi số 2 các bạn đang làm rất tốt rồi và mình xin chúc mừng các bạn và bây giờ mình sẽ đến với những bạn chọn tuổi số 3 để xem là trong tương lai các bạn sẽ có gì. Đối với những bạn mà chọn tụ số 3 á thì mình cảm nhận được ở đây đây là cái khoảng thời gian mà các bạn vẫn tiếp tục đấu tranh để có thể healing hay là để chữa lành những cái cảm giác hoặc là những cái cảm xúc của mình um, Đầu tiên là các bạn có lá healing begins ở đây và một lá tiếp theo nữa đó chính là Moonlight Gossnick nó cũng là tượng trưng cho cái việc rằng là healing reflection cho nên là có thể rằng cái trọng tâm dành cho đối với những bạn chọn tuổi số 3 đó chính là cái vấn đề chữa lành những cái tổn thương dành cho bản thân của các bạn và mình cảm nhận ở đây đây không phải là một cái hành trình một sớm một chiều mà các bạn có thể chữa là được mà nó nó phải nó đang là một cái hành trình rất là dai dẳng nó có thể kéo dài đã cả tháng hay là mấy tháng rồi và các bạn vẫn còn đang rất rất là vất vả với cái hành trình đó nhưng á mà có một cái một cái tinh thần mà mình cực kỳ thích ở những bạn chọn tủ số 3 đó chính là cái việc mà các bạn dám chấp nhận sự thật và các bạn nhìn nhận sự thật ở đây các bạn có thể thấy hình ảnh của lá A of Swords này giống như rằng là đã cu đến cuối cùng các bạn cũng đã để lý trí của mình lên tiếng và cái sự quyết tâm của lá A of Swords giống như là sẵn sàng cầm thanh gươm lên và cắt bỏ những cái điều hay là những cái sợi dây để làm vướng víu hay là làm làm kìm hãm bản thân của mình lại á, thì cuối cùng các bạn đã nhận ra điều đó và các bạn vẫn làm đã làm được thật ra một phần nữa mình rất là thích tinh thần của tụi số 3 đó chính là không hẳn là, là con người chúng ta luôn luôn hoàn hảo có nghĩa là đôi khi chúng ta vẫn còn có những cái cảm giác giống như là lúc kiên bác giống như là khi mà mình mình đã quyết định trong một cái trạng thái giống như là mình cần phải chữa lành thế này mình cần phải chữa lành thế nọ nhưng mà đâu đó mình vẫn bị hối hận mình vẫn còn muốn cái ý định quay về mình lúc bắt với người cũ hay là như thế nào đó nhưng rồi ở đâu đó mình vẫn quay lại mình củng cố cái sự quyết tâm của mình để mình biết được rằng là cái việc rằng là mình níu kéo hay là mình cố gắng quay lại trong cái mối quan hệ đó nó hoàn toàn không giúp ích gì cho mình cả mà nó chỉ làm cho mình bị tổn thương hơn mà thôi cho nên có quay lại có níu kéo có xin lỗi mọi người không có níu kéo nha à, có quay lại có suy nghĩ vẫn vơ có một sự hồi tưởng lại thì có nhưng mà cái việc quyết tâm hành trình và biết được rằng bản thân mình cần phải tiến lên về phía trước á là vẫn phải làm nên ở đây mình cảm thấy được đây là một cái tinh thần rất là tuyệt vời ở đây và ở đây các bạn có retreat và sisterhood nó giống như là cái việc rằng là mình sẽ nói hai lá này sau. Và ở đây một lần nữa nè, các bạn có lá sulis là body water, nó giống như rằng là một một lá nữa bổ sung cho cái việc chữa lành dành cho các bạn, có thể rằng làm các bạn hãy ở đây nó nói lên là về cái việc là các bạn nên gần nguồn nước giống như là sông hồ suối hay là cái gì đó để có thể sạc pin trở lại nhưng mà thật ra cái ý nghĩa mạnh hơn hay là rộng hơn có nghĩa là các bạn thể đi du lịch hay là tìm những nơi gần gũi với thiên nhiên tại vì khi mà các bạn gần gũi với thiên nhiên thì các bạn sẽ cảm thấy tâm trạng hay là cái tinh thần của mình được thư thái hơn được thoải mái hơn và chính khi đó chính ở, ở cái thời điểm đó bạn mới có thể giống như là thoải mái hoặc là ít nhất hãy dành cái thời gian dành cho bản thân của mình Giống như bấy lâu nay là bạn quá vật vả, bạn quá bận rộn hay là bạn có quá nhiều việc để lo mà bạn quên mất rằng là Bản thân của mình cũng đang rất là sạc pin và mình cũng cần phải nghỉ ngơi, mình cũng cần phải có một cái sự sạc pin trở lại Ở đây bạn có lá Và các bạn biết sao không? Chính vì Trong Cái hành trình Của các bạn đang rất tuyệt vời, các bạn đang rất là quyết tâm trở lại Thì Mình cảm nhận được ở đây Có thể rằng cái người mà bạn đang có sự mong muốn hay là bạn đang cố gắng vượt qua um, họ mong muốn có một cái sự làm lại với bạn ở đây bạn có lá sisterhood và lá retreat có thể rằng giữa bạn và cái người mà bạn đang suy nghĩ á họ cả hai người sẽ bắt đầu lại từ tình bạn tại vì cái sisterhood ở đây nó nói lên về friendship về Allies, giống như là về company như là một người đồng hành cùng bạn và retreat giống như là một cái sự đối xử lại một sự làm lại và giống như là cái việc là mình vứt bỏ hết tất cả những cái gì đã từng xảy qua xảy ra và những cái nền móng giống như là các bạn đã xây lên một cái tà tháp được 10 tầng rồi thì giống như là cái việc retreat ở đây là các bạn đập bỏ hết tất cả và hai bạn bắt đầu xây lại cái nền móng từ những cái nền tảng cơ bản nhất từ con số 0 lại từ đầu và có thể về cái việc rằng là do bạn quyết định bạn đi về chính bản thân của mình bạn tập trung về chính bản thân của mình bạn ngừng theo đuổi họ bạn ngừng săn đón họ bạn ngừng nhắn tin quan tâm họ bạn ngừng liên lạc với họ và chính vì như vậy cho là họ cảm thấy rất là kỳ lạ và chính là cái thời điểm đó cho là họ mới nhận ra được rằng cái giá trị của bạn như thế nào và họ bắt đầu họ mong muốn một sự làm lại dành cho bạn ở đây bạn có lá romantic feeling và achievement cho nên có thể giữa hai người sẽ vẫn có một cái gì đó xây dựng lại với nhau và những cái achievement mà giống như là những cái điều mà bạn mong muốn thì bạn có thể làm được và một lá nhấn mạnh nữa đó chính là lá sáu gậy ở đây là tượng trưng cho cái sự victory như là sự thành công sẽ đến nhìn cho bản thân của mình cho nên đối với những bạn mà chọn tuổi số 3 nếu như thật sự các bạn đang có sự mong đợi hoặc là có một cái điều gì đó có sự kết nối hay làm một người cũ quay trở về với bạn á thì cái điều mà bạn mong đợi cái điều mà bạn mong muốn nó có thể thành hiện thực nhưng mà ở đây mình muốn nhấn mạnh rằng là thật ra cái hành trình và cái cái việc mà các bạn cần làm á đó chính là tập trung về chữa lành bản thân của mình trước chứ không hẳn là sau khi các bạn xem cái tụ bài này xong thì các bạn lại có một cái sự lúc kinh bác giống như là cái việc là mình họ tại vì cái tụ bài này họ nói lên là về cái việc là họ sẽ quay trở lại chứ là thay vì mình mình chữa lành cho bản thân của mình á thì mình cứ ở đó mình chờ đợi và mình bị đánh chìm trong những cái nỗi đau hay là những cái sự tuyệt vọng hay là một cái chờ đợi trong vô vọng để mong muốn hay là chờ đợi cái thời gian mà họ quay trở lại thì đây là một cái tinh thần hoàn toàn sai trái tại vì các bạn biết sao hay không thật ra một cái trải bài trong vòng 15 20 30 phút nó không hề quyết định tương lai dành cho các bạn được mà cái quan trọng để thực hiện tương lai của các bạn là các bạn phải tự thay đổi chính bản thân của mình phải tự chữa lành tự tìm lại cái sự cân bằng dành cho bản thân của mình trước chứ. chứ không hẳn rằng là cái tụ bài này nên cái kết quả ao cam này nó nói lên rằng là hai bạn sẽ quay trở lại thì lập tức bạn ngưng ngay cái việc chữa lành bản thân để bạn không đợi cái sự trở lại của người kia cái việc đó là hoàn toàn không thể và hoàn toàn đi ngược lại tại vì cái quan trọng là bạn phải cân bằng trước bạn phải ổn trước cái đã và khi mà bạn có được cái điều đó rồi thì bạn mới có thể có những cái tần số hoặc là những cái năng lượng tích cực để có thể thu hút những cái điều mà bạn mong muốn còn nếu như mà bạn vẫn đang cứ vật vờ bạn cứ mãi giống như là chờ đợi săn đó hay là bạn bạn ở đó và bạn lúc nào trong tâm trí của bạn vẫn suy nghĩ là tại sao người đó quay chưa quay trở lại tại sao tại sao họ vẫn chưa có gì mình đã mong đợi họ rất là nhiều rồi thì cái mà bạn càng như vậy á, là bạn càng tiêu cực bạn càng bạn càng hy vọng càng nhiều thì bạn sẽ càng thất vọng càng nhiều cho nên đừng hy vọng gì cả và cũng đừng tập trung về cái việc là họ có quay trở lại hay không có đã mà quan trọng nhất đó chính là hãy tập trung về bản thân của mình trước và khi mà bạn đã làm được điều đó rồi bạn đã lấy lại được cái sự cân bằng của mình rồi thì cái khoảng thời điểm đó bạn mới có thể có một cái nhìn khác đi về tất cả mọi vật hay là những cái gì đã từng xảy ra trong mối quan hệ của bạn và cái việc mà achievement là có được thành tựu hay là có được nở hoa hay không á, mọi thứ sẽ phụ thuộc về phía bạn rất là nhiều cho nên là các bạn phải cố gắng tập trung về bản thân của mình trước work on yourself first and then và sau đó thì tất cả mọi thứ nó sẽ follow up theo bạn thôi. cho nên là đừng có để cái sự phụ thuộc của mình hay là sự chờ đợi của mình phụ thuộc vào một cái thế giới bên ngoài hay là vào một một người nào đó một ai đó như là mình mong đợi họ thế này mình mong đợi họ thế kia hãy ngưng cái việc đó lại và hãy cứ tập trung giống như là bản thân mình phải làm như thế này bản thân mình phải làm như thế kia hãy để bản thân của mình mới là cái vị trí trung tâm mới là cái cái nơi mà mình cần phải tập trung nhiều nhất và khi bạn làm được điều đó thì bạn mới có thể đạt được thành tựu và đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tuổi số 3 Mọi người đợi mình xíu nha Và bây giờ mình sẽ chọn tuổi thứ tư Để xem rằng làm dự đoán tình cảm dành cho những bạn chọn tuổi thứ tư sẽ như thế nào Nói chung thật ra là mình cảm nhận được luôn á Là cái thông điệp của bốn tụ bài ngày hôm nay dường như là đó nói lên về cái việc rằng là um, healing rất là nhiều về cái sự chữa lành rất là nhiều đối với những bạn chọn tụ số tư á, là các bạn có lá the temptress ở đây cho nên là mình đoán rằng là có thể rằng cái sự tổn thương của bạn là có một người thứ ba trong cái mối quan hệ giữa hai bạn hoặc là do những cái nỗi sợ những cái cảm giác không an toàn của bạn mang lại hoặc là do cái niềm tin của bạn đặt vào cái đối phương của bạn chưa đủ lớn cho nên là bạn lúc nào cũng lo sợ rằng là sẽ có một ai đó xuất hiện trong cái mối quan hệ này và chính vì như vậy á cho nên là dần dần cả hai bạn đều cảm thấy rất là mệt mỏi cái việc mà có người thứ ba hay không có người thứ ba á, thật ra cái điều đó không quan trọng mà cái quan trọng rằng là cái tinh thần và cái nguồn năng lượng của bạn để trong mối quan hệ này tại vì có thể là do một người thứ ba thật sự hiện hữu hoặc là do một người thứ ba thật sự nó họ là một cái ai đó vô hình trong trí tưởng tượng của bạn mà thôi nhưng mà chính cái điều đó làm cho cái mối quan hệ rất là mệt mỏi và các bạn đã thấy hình ảnh của lá bốn ly ở đây hay không một người rất là hờ hững và cái việc có hay không có họ dường như đã buông bỏ họ buông xuôi hết tất cả rồi và giữa hai người khi mà có cái sự mất kết nối ở đây á ở đây các bạn có là experiment giống như là cả hai bạn đều có rất là nhiều những cái câu hỏi những cái điều mà còn bỏ ngỏ dành cho đối phương dường như là mình không hề giống như là mình còn không biết chính xác liệu rằng cái điều đó nó có tồn tại có thật sự hay không và càng ngày cái tình cảm của bạn và đối phương của bạn nó càng ngày càng trở nên rất là nhạt nhòa ở đây thật ra mình cảm nhận được rằng là hai bạn sẽ có một sự bắt đầu lại giống như là bạn với người này á cả hai bạn còn rất là nhiều những cái cái sự kết nối với nhau Ở đây bạn có lát thinking of you như là họ vẫn còn suy nghĩ về bạn rất là nhiều Ở đây bạn sẽ thấy cái chữ là a loving talk Giống như là những cái suy nghĩ về yêu thương, về tình cảm dạng dào Có thể đôi khi á, họ cảm thấy giữa bạn và họ những cái tình cảm này rất là mệt mỏi và cần phải buông bỏ nó ra như là mình chỉ muốn thoát khỏi cái mối quan hệ này càng nhanh càng tốt nhưng khi mà hai bạn đã rời xa nhau rồi á thì ở đâu đó cái nỗi nhớ nó lại dạt dào và các bạn lại cảm thấy hối hận về cái vấn đề đó và ở đây mình cảm nhận đây là cái suy nghĩ về hai chiều luôn nha chứ nó không hẳn là một chiều về phía bạn hay là về phía họ ở đây là cả hai bạn cùng suy nghĩ về nhau rất là nhiều và ở đây các bạn lại một lần nữa có lá linh cho nên là hãy tập trung về chữa lành và mình sẽ nói về cái lá này sau à, xin lỗi mọi người mình sẽ nói về cái lá này sau nữa các bạn có lá forgiving and learning ending và beginnings giống như rằng là nếu như mà thật sự hai bạn có mong muốn một sự kết nối trở lại thì hãy tha thứ cho nhau và những cái vấn đề những cái sự tổn thương mà các bạn đã phải trải qua thì hãy để đó là một bài học và ở đây bạn thấy không ending and beginnings giống như là một sự kết thúc để cho cái điều mới có thể đến vậy và hãy tin tưởng rằng là giống như là um, khi mà các hai bạn có cái sự chấm dứt hoặc là có sự kết thúc ở đây hoặc là cái sự tạm dừng cái sự kết nối ở đây á thì nó cũng mang đến một cái điều giống như là rằng là hai bạn sẽ có một sự khởi đầu lại và từ cái sự khởi đầu mới đó nó sẽ mang đến những cái luồng gió mới hơn trong cái mối quan hệ này và khi và chỉ khi hai bạn có đã vượt qua được các bạn đã có thể chữa lành được rồi. Bây giờ mình mới nói đến cái lá này nè. Ở đây các bạn có lá heal và let go of control siêu đó giống như là cái việc là hãy quay trở lại tập trung bản thân, hãy quay trở lại giống như là buông bỏ những cái vấn đề hay là những cái nỗi sợ mà bấy lâu nay bạn đã mang vào trong mối quan hệ có thể rằng bản thân của bạn hoặc là đối tượng của bạn á họ rót vào cái mối quan hệ tình cảm của bạn có rất là nhiều những cái năng lượng tiêu cực và cái tình cảm của hai bạn cho dù hai bạn vẫn còn thương yêu vẫn còn nhớ nhung về nhau rất là nhiều nhưng mà ở đâu đó thì các bạn vẫn cảm nhận được á rằng là những cái nỗi sợ giống như là cảm giác mình không được an toàn và lo sợ rằng là người này không chung thủy người này không thật tâm với mình bla 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 thì hãy có một cái sự chữa lành về cái suy nghĩ đó và hãy giống như là buông bỏ những cái control những, những cái suy nghĩ mà bị báo buộc như vậy giống như là bạn hãy thấy hình ảnh của sở xích ở đây và sở xích này đã được phá vỡ rồi giống như là những cái attachment những cái kìm hãm những cái níu kéo bạn lại những cái cảm giác mà không được an toàn những cái cảm giác insecurity á, hãy buông bỏ nó hãy cho mình có một cái cơ hội để chữa lành để khi mà hai bạn ở đây thật sự có forgiving and learning và ending and beginning, giống như là một cái sự quay trở về hay là một cái sự khởi đầu mới, thì cái mối quan hệ này sẽ là một cái mối quan hệ hoàn toàn mới và được xây dựng lại từ đầu. Còn nếu như mà cho dù hiện tại bây giờ các bạn không không có chữa lành hay là các bạn vẫn có tiếp tục những cái suy nghĩ như vậy á, thì cho dù các bạn có quay trở lại với nhau đi chăng nữa thì mọi việc nó cũng sẽ như vậy và thôi tại vì cái suy nghĩ của của các bạn vẫn còn đó và cho dù các bạn giống như là việc mình cố chấp mình quay lại để mình cảm giác như là những cái nỗi đau hay là những cái trái tim trong lòng mình bị thuận thức nó bị đỡ hơn á nhưng mà rồi một ngày hai ngày nó sẽ yên ổn nhưng mà ba bốn ngày hay là một tuần sau đó cái cảm giác hay là những cái nỗi sợ do người thứ ba xuất hiện hay là người đó không yêu thương mình thật lòng hay là người đó sẽ rời bỏ mình hay là như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ gọi lại và bạn sẽ quay lại bạn sẽ chất vấn ở đây mình sẽ dùng từ chất vấn nha giống như là khai bạn khi mà đang đi chơi vui vẻ với nhau hay là bạn sẽ hỏi là anh có yêu em không hay là anh có thương ai khác hay không hay là khi mà bạn thấy đối phương của bạn nói chuyện vui vẻ một ai đó là anh với cái bạn kia bạn a bạn b bạn c đó có vấn đề gì, gì hay không tại sao hai người nói chuyện vui vẻ như vậy hay là bạn sẽ luôn luôn tìm cách giống như là phải lục điện thoại xem tin nhắn của họ hay là bạn sẽ giống như là chắc kinh giống như là bạn thám tử bạn điều tra coi là họ like ai trên facebook hay là họ theo dõi ai hay là họ có nhắn tin message với ai hay không hay là họ có like story hay của ai hay không hay là như thế nào đó vậy đó các như vậy và chính vì như vậy cho nên làm cái mối quan hệ của bạn nó sẽ luôn là những cái áp lực Cho nên hãy chữa lành cho bản thân của mình trước Hãy thay đổi suy nghĩ từ trong chính bản thân của mình Và khi mà bạn làm được điều đó rồi á Bạn mang đến cái nguồn luồng gió mới cho bản thân của mình trước rồi Thì bạn mới có thể thay đổi cái mối quan hệ này được Còn nếu như bạn vẫn con người cũ, bạn vẫn cùng cái mindset như vậy, bạn vẫn có một cái nỗi sợ như vậy á. thì cho dù bạn và họ có quay trở lại thì những cái hành động đó, những cái suy nghĩ đó, những cái nỗi sợ đó nó vẫn sẽ lặp đi lặp lại một điều một lần nữa và cái lần này á nếu như mà cái việc đó nó vẫn còn lặp lại thì nó sẽ mang đến cho bạn và cả họ cả hai người đều có những cái tổn thương sâu sắc dành cho nhau giống như là bạn sẽ bị ám ảnh luôn và sau này về trong cái đời sống tình cảm của bạn á bạn sẽ bị giống như là luôn có suy nghĩ là đàn ông thì sẽ sở khanh hoặc là nếu như bạn là nam đang coi cái video clip này thì bạn sẽ nghĩ rằng là à, phụ nữ sẽ không chuông thủy là, giống như là bạn có một cái nhìn méo bạn có một cái nhìn sai lệch về cái mối quan hệ tình cảm và bạn sẽ không tin tưởng rằng là bản thân mình hoặc là sẽ gặp được một ai đó và mình có thể có một cái tình yêu đích thực hoặc là cái người định mệnh nhìn cho bản thân của mình đại lại là như vậy cho nên hãy chữa lành bản thân của mình trước hãy là một cái điều đó để mình nhận biết được rằng là bản thân mình phải luôn tích cực phải luôn lạc quan và hãy tin tưởng rằng là ở đâu đó cái tình yêu thật hoặc là tình yêu và ánh sáng vẫn luôn tồn tại cho nên là là thay vì giống như là cái việc rằng là, là cái câu mà tục ngữ mà mình thường hay nghe đó chính là lạc mềm buộc chặt giống như là mình càng tôn trọng đối phương mình càng thả lỏng đối phương mình càng tôn trọng cái cái tình cảm này á thì bỗng nhiên là họ cũng sẽ tôn trọng bạn và họ sẽ cảm nhận được bạn rất là tuyệt vời rất là trân quý và họ sẽ rất là trân trọng bạn nó nó sẽ đại loại là như vậy và hai người ở bên cạnh nhau phải là một cái tình cảm tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau chứ không phải rằng là mình ép buộc đối phương tại vì nó là trên cái nền tảng của nỗi sợ giống như là mình đang dùng cái xiềng xích để mình xích đối phương lại mình ép buộc họ phải ở bên cạnh của mình ý là mình còn phải vượt qua những cái nỗi sợ đó và lá ace of one ở đây các bạn có thấy hình ảnh của một đứa bé tràn được ấp ủ dưới bàn tay của người mẹ và ở bên đây đang cầm ngọn đuốc chính như là sự ra đời của đứa bé này á, nó chính là một cái điều gì đó tràn đầy hy vọng với ngọn lửa thắp sáng trên tay và có rất là nhiều sự nhiệt huyết cho nên tình cảm của các hai bạn ở đây vẫn còn rất là tràn đầy và mình cảm nhận được cái chemistry á, nó vẫn còn rất là đầy đủ để hai bạn có thể ấp ủ ra hay là hai bạn có thể xây dựng lại một cái mối quan hệ mới một cái tình cảm mới cho nên hãy hãy để bản thân của mình á, hoàn toàn chữa lành trước cái đã trước khi mà chúng ta sẵn sàng để quay lại thì như vậy hai bạn mới có thể ở bên nhau dài lâu được chứ không phải là mình cố gắng mình cố chấp để nhanh nhanh liền liền và rồi mọi thứ nó sẽ toan hoang hết trơn nó sẽ giống như là cái việc mà càng nhanh càng cố gắng hay là càng cố chấp á, thì nó sẽ làm cho mọi thứ chúng ta sẽ mất nhau mãi mãi cho nên cái gì của mình thì theo một ý nghĩa nào đó thì cái gì của mình nó nó sẽ là của mình cho nên hãy cứ từ từ hãy cứ chấp nhận và hãy tập trung về chữa lành bản thân của mình trước và khi mình đã ổn rồi thì cho dù bản thân có họ người cũ bạn có quay trở về hay là bất cứ người mới nào sắp đến đến trong tương lai của bạn thì ở đó bạn mới xây dựng được một mối quan hệ mà có những cái sự cân bằng vui vẻ happy tràn đầy những cái nguồn năng lượng tích cực được và đó là xong thông điệp dành cho những bạn trận tụ số 4. Và mình đã xong 4, bà, 4 tụ bài ngày hôm nay rồi. Và để nhận thêm thông báo khi có video mới, mọi người thể nhấn vào nút đăng ký hoặc là subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.